Hello. Chị giới thiệu đi, chị đẹp nhất đó. Hello, xin chào mọi người, quay trở lại với team An Thanh. Hôm nay khá là lão à. Quay ngược thời gian trở về với túi thừa. Hôm nay mình ăn mì gói nha. Thì đúng rồi, nói nào thì làm gì còn tiền ăn mà mình ăn cái đồ khác. Rồi bây giờ là hôm nay nhân dịp là cũng lúc mà quay cái là cũng cuối tháng chưa có lương rồi, chị Thư rồi cũng gọi là sao vét sạch túi, vừa mua iPhone 15 chích filter. Tờ là cái hình trên hình, còn chích là chích filler nha chị. Là sao trời. Đây là hôm nay á, chúng ta sẽ giúp chị Thư vượt qua những cái ngày cuối tháng là bằng cách là chúng ta sẽ ăn hết tất cả các vị của mì gói Indomie. Khi mọi người nghe ăn hết cái vị Indomie thì mọi người nghĩ là cửa hàng tiện lợi bán có 4 vị rồi, mắc gì phải quay đúng không? Nhưng mà em đã lùng sục được một cái shop ở trên Sape bán tất cả các vị Indomie mà nội địa của Indo luôn, những cái vị rất rất là lạ. Thật ra nếu mà bán ở bên Indo thì giá cũng bằng em này thôi, tuy nhiên là nhập sách tay về nên là một em này có giá từ 29-39 ngàn. Bây giờ là có những cái là rất là dễ thấy, là trước tiên đây là vị ramen. Oh, Indomie mà vị ramen là rất là lạ nha. Ramen là Hàn Quốc, ramen là Nhật Bản. Trời ơi, đi thử mấy đứa ghê, trời mấy đứa này có kiến thức. Em móc tóc lên chứ móc vô nó có ảnh hưởng tới đầu óc mình, nó lợi dính vô não một miếng giật thôi. Rồi đây là vị hình như là gói vị ren. Nó chỉ dịch là vị đặc biệt nhưng mà sợi mì xoăn. Nay là vị là đã có nhiều TikToker bao nhiêu TikTok rồi. Mì là chay vị... hả? Vị màu xanh, muối ớt xanh. Vị ớt xanh đúng rồi, vị ớt xanh. Cái này là vị sô tô đặc trưng của Indo, với là sô tô là một cái món gì đó nó giống như là mọi người tưởng giống như là nó đặc trưng giống như tom yum á, kiểu vậy á. Giống như là Thái nó có mì tom yum. Cái này là từ vị cu. Ê, ai nói vậy đó? Cua. Qua. Cua. Ê, sao nó giống nhau quá vậy? Đây là vị súp cua, là súp hành. Súp hành với lại gà. Đây là curry. À curry là cà ri. Cà ri, ok. Rồi bắn này nữa nè. Đây là mì sốt gà luôn. Nói chung là để mình nói mọi người hiểu là vậy nè. Bây giờ bốn cái gói này á, mọi người biết phân biệt nó đặc trưng là gì. Indomie mình thường là mình ăn mì khô. Riêng bốn gói này là mì nước. Rồi bây giờ là tụi mình sẽ chuẩn bị nấu mì nha mọi người ơi. Vô. Nhưng mà công nhận là tại vì nó nhập về nên là món này là nó bị vỡ ra nhiều mọi người ơi. Ờ, bể hơi nhiều nha, hơi vụng á. Cái này là thấy có vẻ giống với Indomie ở Việt Nam mình nè. Ba vị. Ê, chị cho coi cái này nè. Ui. Điểm nhấn nãy giờ luôn á, trong các bao bì thì cái này là cái nhấn nhá nhất nè mấy bà. Nó xanh thiệt, nó xanh lè luôn. Ờ. Ê, khoái này mì khô nha. Hả? Cái này mì khô. Chứ phải tôi đánh cho mấy nhà rồi. Ê, tôi chưa kịp cản luôn á, tại vì chị rủ em qua em nhìn á. Ờ, do chị đâu á. Hai, bây giờ tụi mình sẽ đổ nước sôi vô nha. 5 minutes later. Rồi, bây giờ là đã nấu xong mì rồi nha. Bây giờ là trước tiên mọi người ăn thử mì nước đi để cho nó đừng có nở. Vị này là vị. Đây là vị mì gà, gà nấu hành. Không có miếng hành nào hết á. Vị gà nấu hành. Nhưng mà nó có hăng hăng mùi hành đó chị. Ngon. Vẫn là cái cọng mì Indomie đặc trưng nha mọi người ơi. Nhưng mà khi mà nấu lên á thì mọi người thấy là nó phồng to hơn. Nhưng mà mình thấy thì nó không có gì đặc biệt. Nhìn là... chung mình thấy nó hơi nhạt. Nó hơi bình thường. Nó kiểu nó chỉ có vị mặn của muối thôi á. Thôi cái này giữ lại bên Indo ăn đi. Bây giờ là với em mì gà nấu hành này thì thôi ở lại Indo. Ở lại Indo để dành ăn. Ở lại Indo. Rồi tiếp tục nha. Đây là mì cà ri gà. Có thơm cà ri luôn. Em này qua được tới biên giới rồi nè. Hấp miếng nước đi là tới Sài Gòn luôn. Ổn nha, ngon nha. Ngon, đậm đà. Nó không có khó ăn như mọi người nghĩ đâu. Tại vì hả, cái vị cà ri này nó chỉ thoang thoảng thôi. Vẫn có một cái mùi nước dùng là hành gà rất là dễ ăn. Ok. Duyệt. Duyệt. Rồi chúng ta cùng đến với hương vị sô tô. Mì sô tô xanh đặc trưng của Indo nha mọi người ơi. Bụng nở. Nó không có gì quá là rõ ràng, khác biệt để mình có thể nhận ra hết. Bạn này ra khỏi gọi là sao ban tổ chức ha. Bạn này là không xứng đáng. Tôi là người tiêu dùng. Còn bây giờ là bãi tô làm sao mà thấy bình thường đúng không? Bình thường. Thật ra mình với chị Thư thì thấy là cái này là cũng có cái vị cay cay chua chua. Có chua hả? Nè trong hình nó có trái chanh nè má. Bạn nhìn hình bạn nói vị đúng không? Tôi không có thấy. Mà công nhận là nó có một điểm khác biệt để người ta nhìn nhận đây là mì Indo. Nghĩa là nó có một cái nét văn hóa ẩm thực riêng của nó. Nhưng mà này công nhận là nếu mà nhập Việt Nam bán mà có quảng cáo ok thì maybe là sẽ có người tiêu dùng. Nhưng mà bây giờ 29.000 gói thì không nhận gói là bình thường quá. Bây giờ là đây là vị... Cái gì vậy? Gói quá hả? Tôi nói chung là cái này nè. Riêng cái này thì tôi thấy là cái vị cay của nó nhiều hơn.
nhưng mà nó hơi Việt Nam hơn đúng không? Đúng rồi, nhưng dễ mà ăn hơn. Nó có cái gia vị gì nồng nồng á. Cái này nó hơi cay tê tê mà cái cảm giác cay giống như cay lúc mà mình ăn ớt tứ xuyên hay mã la á. Mọi người biết thiếu gì không? Thiếu thịt bò, trứng, xúc xích, rau xanh. Ủa mình gì lâu lắm vậy đi nhá. Cái này bởi cái bao bì nó giống nhau nên cái vị nó cũng tựa tựa nhau. Nãy giờ mình thấy duy nhất có cái vị mà mình thấy khác biệt á là cái này. Hai cái sô tô với cái cà ri thì mình thấy hai này ngon. Hai tô giữa ngon như mấy bà, còn hai tô hai bên thì cũng dễ ăn nhưng mà không có gì quá đặc biệt. Rồi, hai em này xuất khẩu quê Việt Nam. Còn một cái này nữa thì đây là mì nước và phiên bản đặc biệt special. Mì ramen. Mì ramen. Béo nha. Với lại là nó có cái mùi rong biển nữa. Ê, có mùi rong biển thơm. Thơm. Cũng có cây cây nữa nha mọi người. Mà cái nước và cái màu nó đục đục vậy là mình thấy mình chấm rồi đó mọi người. Ừ, là thấy cũng chuẩn chuẩn ramen rồi đó mọi người. Tại vì cái này là mì đóng gói. Ngoài tiệm. Ồ. Cái cọng mì này nó thấm hết cái nước dùng luôn, ăn rất là ngon. Không biết cọng mì nó có khác cọng mì kia không nữa. Khác, nhưng mà sao cảm thấy nó mềm hơn đúng không? Ừ, cảm giác của chị là nó khác nha. Hơi khác một chút nha mọi người ơi, tại vì mình thấy là cái cọng mì này nó thấm được hết tất cả những cái gia vị của ramen luôn. Ê, tôi mong đợi cái này nhất nè. Mì ớt xanh. Mì ớt xanh. Là đúng chuẩn là cái gói số xanh lè luôn nha mọi người. Nhưng mà nó không được xanh như trên hình, hơi thất vọng. Ê, tại sao làm được cái mì này ngon quá. Hơi chấn động luôn á trời. Ê, rất ngon. Không chê một chỗ nào luôn. Tại sao cái món này không ở Việt Nam vậy mọi người? Tại sao vậy? Trong tất cả cái này á thì cái mì ớt xanh là sẽ là dễ mua nhất. Tại vì riêng cái vị ớt xanh này có vẻ là viral nhiều rồi, nên là có nhiều shop họ nhập thì họ bán. Nên là nếu mà mọi người muốn thử thì cái này là dễ mua nhất nè. Kiểu như là cái muối ớt xanh mình hay ăn, mình chấm hải sản mọi người, bây giờ nó thành cái sốt ở trong cái mì này, trộn lên là cái hương vị nó bùng nổ luôn mọi người ơi. Em này là không chỉ xuất khẩu tới Việt Nam nữa, em này là phải xuất khẩu vũ trụ luôn rồi. Mà tầm cỡ em này là xuất sắc nha mọi người ơi. Bởi vì viral bữa giờ là đúng. 26.000 một gói. Suy nghĩ nha. 26.000 thì em nghe cái giá xong cái tôi suy nghĩ á. Suy nghĩ không? Suy nghĩ. Hơi suy nghĩ. Tại vì nhìn nó bao bì rồi chất lượng, cái định lượng của nó cũng bằng những gói mì Indomie ở Việt Nam thôi. Nhưng mà đối với em là cái hương vị là cái hương vị mà sẽ gây nhớ thương á, dù như sau này mình ăn lại cái vị Indomie bình thường mà lâu lâu mình sẽ lại nhớ về cái này. Rồi, bây giờ là cái gói mì khô còn lại ha. Cái gói này là mình để ý là cái cọng mì á nó khác nhất so với tất cả những cọng mì nãy giờ tụi mình thấy. Gấu đỏ. Giống cọng gấu đỏ nha. Chuyện này chỉ hay ghê đó. Cái này theo tôi là cảm thấy nó hơi mặn. Giống này nè. Nó mặn quá, nó giống cái Việt Nam á. Mặn. Là hơi mặn không? Rồi hiểu rồi. Em nghĩ hơi mặn là do. Mặn là vậy nè. Tại vì hồi nãy lúc mà hàng đổ cái gói sốt đó nó vô thì mình phải bù lại cái gói sốt bên đây qua. Nên là có thể nó hơi mặn. Anh bắt bù sốt lên đó mọi người. Thôi thôi mình đừng có nói về vấn đề mặn là tàn khánh thôi. Nhưng mà bây giờ nói về cái này thì mọi người thấy là cái sợi mì này nó sẽ dai hơn. Sợi mì này đúng là giống gấu đỏ hơn. Thật ra thì tôi nghĩ là Indomie vẫn nên phát triển mạnh về mì khô nhiều hơn là mì nước. Rồi. Bởi em thấy mì nước là tại vì Việt Nam mình làm mì nước quá ngon. Tuy nhiên vẫn là phải công nhận là cái lĩnh vực mà làm mì khô nước bạn là quá là chiến đi. Đúng rồi, Indomie là mì khô là nhất. Còn nếu như mà bạn nào vẫn muốn ăn thử mà ở Việt Nam chưa có bán á thì cũng chịu khó, mình sẽ bỏ ra cái số tiền dao động trong tầm là 20-26 ngàn cho một gói. Thì giá ăn trải nghiệm thì nó cũng sẽ hơi cao đó mọi người, nhưng mà ăn thử cho biết cũng bạn được. Bạn nào mua thì mình gắn cái link ở dưới mọi người mua ủng hộ mình, mỗi người gói mì cho mình xin mấy ngàn. Rồi, video ăn mì gói Indomie đến đây là kết thúc rồi. Nói chung là mọi người cũng xem tụi mình ăn thử thì mình nghĩ là mọi người nên thử 4 cái vị mì này nha. Ngon, dễ thương, rất là ok la. Tuy hơi mắc một chút thôi. Và rất là mong là Indomie sẽ có những cái vị này bán phổ biến hơn ở Việt Nam trong tương lai. Rồi, còn bây giờ thì Tuyết Văn Hành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đừng quên like, share, subscribe cho channel. Bye bye.